Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tôi và Việt Nam trên kênh truyền hình FBNC. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nhân vật đã gắn bó với Việt Nam và với sứ mệnh là hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua những hoạt động từ thiện của mình. Mời quý vị cùng đến với những hình ảnh sau đây. Đâu đó trên mảnh đất này vẫn còn rất nhiều trẻ em nghèo đói, trẻ khuyết tật, không đủ ăn, không có áo ấm để mặc, không được đến trường. Các em cần gì? Cần những hành động hảo tâm và tấm lòng của các cá nhân, các tổ chức từ thiện để giúp các em thực hiện ước mơ đi học. Đó là câu chuyện và cuộc hành trình dài của những trái tim thiện nguyện đang giúp cho nhiều trẻ em kém may mắn có thể tự tin, tự lập và nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình. Được thành lập vào năm 1992, Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn SCC là một trong những tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. Sứ mệnh của SCC là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn ở Việt Nam nhận được sự giáo dục toàn diện và một sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống. Đến nay, sau 22 năm hoạt động, SCC vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên với các chương trình mà hội hiện đang thực hiện. Để đảm bảo cho các em có sự giáo dục cần thiết, SCC đưa ra những bước đi cụ thể, đơn giản và thực tế, bao gồm xây dựng môi trường học đường và trường học, chương trình học bổng và chương trình các dự án phát triển. Cả ba chương trình này phối hợp cái kết quả của ba chương trình này để làm sao mà giải quyết những cái rào cản, những cái vấn đề mà làm cho trẻ không thể đến trường được. Bởi vì cái mục đích cuối cùng và cái sứ mệnh của SCC là hỗ trợ giảm nghèo thông qua giáo dục. Tại thành phố Hồ Chí Minh, SCC thành lập một cơ sở dạy nghề mang tên Trường Dạy Nghề Thăng Long. Ngôi trường này là nơi đào tạo nghề miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn tại thành phố, được tiếp cận với những kỹ năng nghề như là nghiệp vụ nhà hàng, tin học căn bản, khả năng giao tiếp tiếng Anh, tiếng Nhật, lớp nghề uốn tóc. Hiện nay, hoạt động của SCC chủ yếu nằm tại các quận có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn như ở khu vực quận 4, quận 8, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau. Mô hình mà SCC hiện nay đang áp dụng và hết sức là hiệu quả ở thành phố Hồ Chí Minh, nó làm cho một cái bộ phận người nghèo mà khi nhận được cái tài trợ của SCC đấy, thì họ cũng có cái cơ hội, như nhất là trẻ em có cái cơ hội được đến trường đấy, rồi là có học bổng. Mặc dù học bổng thì cũng khiêm tốn thôi. Đấy, ví dụ như là các em thì được cấp học bổng 1 triệu chẳng hạn. Thế nhưng mà đối với gia đình nghèo thì như thế là rất là lớn, và người ta có thể tiếp tục theo học ở trường. Trẻ con có thể đến trường đi học, rồi là các cái phương tiện của trường cũng được sửa chữa. Trong 22 năm qua, với nhiều chương trình và hoạt động ý nghĩa, SCC đã trao hơn 2.500 học bổng mỗi năm, xây hơn 300 lớp học cũng như mở các lớp học nghề cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở thành thị và vùng sâu vùng xa, nhằm giúp cho các em được đến trường. Nhiều thế hệ các em hiện nay đã có công việc ổn định. Như câu chuyện của cô bé này, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ không có công việc ổn định nên khi học hết cấp 3, em không có đủ tiền để theo học ngành nghề yêu thích tại một trường cao đẳng nghề trong thành phố. Trước đây khi mà chưa được sự hỗ trợ của SCC thì em chỉ phụ mẹ bán ở nhà thôi, thì mẹ em cũng mình mẹ bán nuôi cả gia đình cho nên là không đủ. Thì lúc đó em cũng có tìm trường học cái ngành hàng khách sạn này, em rất là yêu thích. Nhưng mà lý do là vì quá chi phí học quá đắt. Thì qua thông tin bạn bè thì em được bạn bè giới thiệu đến trường SCC này và em đã đăng ký học. Thì sau khi mà được sự giúp đỡ của các cô học ở trường SCC thì em được ra trường, và sau đó thì được các cô giới thiệu cho việc làm nữa. Thì sau một thời gian làm thì chủ cũng bắt đầu tin tưởng cái khả năng của em, lại thấy em làm việc chăm chỉ, chịu khó, thì bắt đầu mới cho em những cơ hội khác. Thì sau đó là giao cho những em những cái việc mà quan trọng hơn, như là quản lý nhân viên, thì em mới có được vị trí như ngày hôm nay. Cùng với hàng ngàn tấm lòng hảo tâm và các chương trình hoạt động vì trẻ em khắp nơi trên cả nước khác, những đóng góp trong hoạt động từ thiện của SCC tại các khu vực còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua không hề nhỏ. Song xã hội vẫn còn đó nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều số phận éo le cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, vẫn rất cần sự chung tay giúp sức, sự nỗ lực hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía mỗi doanh nghiệp, mỗi tấm lòng hảo tâm trong xã hội.
Vâng, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Paul Finnish, là giám đốc điều hành của tổ chức Saigon Children Charity. Thank you so much for coming. How are you? Very good. Thanks very much. So, where's the main source of money that you get from to do all of these activities for SCC? Well, in fact, the majority of our money, something like 75% of our money, comes from outside Vietnam. We do raise a little bit of money in Vietnam, but most of it comes from outside Vietnam. And actually, it comes from a whole variety of places. So Europe, increasingly support from Asia, for instance, some from the States, but from all over. Do you want to get more from the local? Yes, I would like to, and I think that's going to be really important in the next few years. I think that as people look outside Vietnam at Vietnam, they see a country that's developing really rapidly and that increasingly, of course, can kind of look after its own affairs. So what we're finding is that some donors, particularly governments and things outside Vietnam, are slowing down or stopping or planning to stop their support for Vietnam for development work. And of course, something has to fill that gap. And for us, we feel very strongly that that gap is best filled by local Vietnamese organizations and individuals who, of course, increasingly are successful and able to fund development work. So why is there a gap between you and the local business? It's partly a function of who we are. As an international NGO, we feel, again, quite strongly that one of our functions is to bring new money into Vietnam. And the last 20 years that we've been going, that's been really important part of our work. And international NGOs altogether bring something like half a billion dollars into Vietnam each year. So it's a very important additional source of money, rather than moving around money that's already here. It's a quite a gray area as well, because the organizations we work with, the authorities that we work with, would, I think, prefer us in a way to be working with international sources of money. Okay. But I do. So we haven't really had much in the way of conversations yet with major individuals and organizations. But here. Would you be open to a conversation with the local businesses if they knock on your doors? Definitely. I'm very keen to do that. Not just for SCC, I have to say. I do think that there needs to be more conversation between international NGOs and local NGOs and businesses and individuals here. I keep saying individuals because there are, of course, there are some fantastic, successful individuals here too. Because I do feel like what one of the things we need to do in the next few years is kind of build up a trust, an understanding of how we each work and things, so that as this external development money begins to slow down, that there is this increase instead of support and funding in Vietnam to fill that gap. I'm very curious because you're just saying like right now there's been like a gap between you and local businesses, the Vietnamese companies. Yeah. But I mean, Vietnamese companies, they spend a lot of money for CSR activities every year. Yeah. I mean, what are some of the reasons that you think that, I mean, I don't know why the businesses don't approach you too much. Yeah. Why? As I was saying, I think there's been a sort of history of not doing that, and I think that that's something that that I'd like to see changed. I think that's partly a trust thing. There was a research report done 2 or 3 years ago by an organization called Lynn Center, and what they found was actually there is very little trust between companies here in Vietnam, Vietnamese companies, and NGOs. Okay. I think they sort of... They want to see how their money goes and stuff, and of course we feel very strongly about that too. And so I am very keen to start those kind of conversations off and things. But you're right, Vietnamese companies and individuals are extremely generous and absolutely about supporting, you know, local people and people in people who are struggling. And I would love to have a conversation with them about how not only we can help them to spend that money more wisely. For instance, sometimes. What we say, for instance, we build schools, for instance. One of the things we say is it's easy to build a school. If you ring up a local authority and say, can I build a school? They'll be like, yes, please. You know. But actually, it's really important to build the right school at the right time and in the right place. And we do that work. And the other thing we do is a lot of reporting and a lot of looking for ways of involving companies in our work as well, so that the staff can get involved in, you know, challenge days and volunteering and... we can help work with the companies around things like PR and things as well. So we see it as a two-way thing, and I'd love to have more of those kind of conversations. So what would you do to build that trust that you just mentioned? Well, I,
The best way to do it is to work alongside somebody and then come watch what we do. And we try to be as transparent as possible. So it's maybe one of the differences for us is that as an NGO, we feel like we're an open book. We're like, come and have a look at us. You know, our accounts are all on our website. Exactly. And you know, our accounts are audited by KPMG. We have a fantastic trustee board made up of people like the CFO at HSBC, for instance. Mm-hmm. She's one of our trustees. So people who really know the country and really know them, mm-hmm. you know, really know how to run things. So we can build up trust that way. The other thing is to do the work together and to show people. So I would say, don't give us $50,000 first time. Come and work with us with $5,000 or $10,000, mm-hmm. and we'll show you how we can support the kids. We can show you the effect of that. Sure. That's really important too. You can actually see the kids growing up, which is great. Right. Thank you so much, and I'll get back to you after a quick break. Thank you. Thank you. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của ông Paul Finnish, giám đốc điều hành của tổ chức Saigon Children Charity. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút giải lao. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang web tôivàvietnamfbnc.com.